Bẩm đại nhân, tiểu sinh vô ý để bức họa chư quân lọt vào mắt Mao thừa tướng mà gây ra điều phiền phức cho đại nhân như vậy, tiểu sinh vô cùng ân hận. Điện hạ. Dạ không, Thác Bạt Cốc Tô này chỉ là con tin, là một thứ tội đồ của triều đình Hán thất. Nhưng với ta, thế tử là một môn sinh xuất chúng ở giảng đường. Ta xem thế tử như tất cả môn sinh của người Hán. Lòng quảng đại của đại nhân giúp tiểu sinh bớt phần nào tủi nhục trong những ngày làm con tin nơi đất Hán. Khi nào nhàn rồi, ta sẽ đạt đạo nhiều hơn. Thế tử lo trao dồi kinh nghiệm, ta còn chút việc ở thơ phòng. Kinh đại nhân. Điện hạ. Ô kìa, tiểu hoa Vĩnh Xuyên. À, hôm nay biểu muội cợt đùa ta với dụng ý gì? Em không có ý cợt đùa. Điện hạ. Hai tiên tôn xưng ấy sẽ được thốt ra từ cửa miệng mọi người khi ta đặt gót chân lên mảnh đất quê hương yêu dấu. Hiện giờ anh em ta chỉ là kẻ tội đồ. 8 năm xưa, nhân quê hương ta cốt nhục tương tàn, Hán Vương sai quân sĩ vượt biên cương tràn sang như thác lũ, họ đóng vai trò người chủ trên quê quán của người ta. Đây cho rằng đi dẹp loạn ngũ hồn, buộc ta phải điều công hằng năm, thế mà họ vẫn chưa tin. Nội tổ ta muốn cho quê hương bình trị và để quân Hán trở lại cường, nên mới hạ chiếu cho chúng mình sang ngày đất Hán làm con tin. Ngày ấy em chỉ mới 10 tuổi đầu và anh thì đúng 12. Cuộc tô anh ơi, 8 năm qua lìa xa cố thù, sao anh không sao xuyến hồn quê thương nhớ nước non nhà. Anh đã quên cánh đồng xanh cỏ nhuộm ánh dương vàng, anh không nhớ một màu tan trăng xóa, cảnh tuyết rơi lạnh giá tâm. Tai anh nghe chân thiên hy giang giang của ngựa hồ nhớ quê hương miền Bắc, sao anh không cố gắng tìm phương trốn thoát cảnh tù giam nơi đất nước quân tù. Em luôn nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn về quê hương, trong khi đó anh để hết tâm trí vào việc vẽ hình chiếu quân cho xinh cho đẹp. Thác Bạt Cốc Tô, phải coi đứa kiếm này. À, chính em buộc anh vào thế tự vệ. Anh cần phải tự vệ để kéo dài kiếp sống ô nhục nơi đất Hán. Bên cạnh chiêu quân vĩnh biệt anh. Vĩnh Xuyên, Vĩnh Xuyên. Bất kiệt trung thủ. Lão Bọc ơi, Vĩnh Xuyên hờn dẫn ta mà bỏ về quê hương rồi, vì nàng nghi ngờ ta say mê xa mã Trường An, không muốn về đất tổ. Thưa điện hạ, phải lão đến sớm hơn thì đã ngăn cản được hành động liều lĩnh của Vĩnh Xuyên. Mỗi lần ra khỏi hoàng thành, lão nên để ý hành động của mình vì có người theo dò xét. Từ ngày Dương Giang Nghị tiến dẫn lão vào hoàng cung làm nữ thiện chăm sóc thức ăn cho Hán Vương, đến bây giờ đã được 5 năm, lão càng hết sức chuyên tâm. Ngoài việc làm các món ăn lạ miệng của quê nhà, lão còn cố gắng học hỏi được nhiều thêm kinh nghiệm nướng thịt mang. Đã có lần lão trổ tài nướng thịt, dân chúa thượng ngự dùng, ngài chẳng tiếc lời ngợi khen, và lão được tin cẩn nhiều hơn. Ta đâu có cần ăn thịt mà lão tìm đến ta để quảng cáo món thịt mang. Lão cần phải nói rõ nguyên nhân tại sao được tín nhiệm ở hoàng cung, ngày đêm xuất nhập không có gì trở ngại, vì có lệnh của Hán Vương cho lão đi kinh địa tìm thức ăn ngon miệng. Nhờ thế nên lão bài mưu sinh với Hán Đế lên tiểu ngũ đài sơn, hai thanh phương thảo để ướp thịt ma, và có chiếu chỉ trong tay, lão sẽ đẩy xe đưa điện hạ ra khỏi hoàng thành. Chiếc xe có 2 lượt, ở giữa là một khoảng trống vừa dặn một người nằm, cho điện hạ trốn khỏi mắt quân canh. Ồ, mưu trước của lão thần diệu vô cùng. Và từ đó trở đi cho tới Nhạn Môn Quan, điện hạ sẽ đóng vai người nữ thiện của Hán Vương, đường hoàng đẩy xe qua quan ải với đính bài của lão.
Vậy điện hạ hãy vật lại với lão Thế Hải Liễu Tuy Ba. Đúng là tiếng lạc nữa, chắc quân tuần lão phải đi ngay kêu từ điện hạ. Kìa, đã xa ra chuyện gì ở đây? Dạ, tôi không có chuyện gì. Tôi biết ta là ai chăng? Tôi chưa được dịp biết ngài. Thủy Thúc Trung Nghĩa Hầu. À, cậu nghe danh tánh từ lâu, nay tệ sinh mới có dịp ra mắt Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc lão. Dẫu hài vẽ đường ngang nét dọc trên mặt đất, những la liễu liệt cành cối lá tả xuân sông dừa, thế mà lão ở đây chẳng có chuyện gì, đang kiểu ngựa phía ngoài tờ. Ta nghe rõ từ quả viên này giống ra tiếng binh khí chạm vào nhau, mỗi lúc càng hăng, rồi đột nhiên lại lặng im. Ta xin lòng nghi ngại và lo sinh mạng của giám nghị đại thần, nên ngại tường ta vào, mau kể rõ lại đầu đuôi, ai so kim với ai đây? Chỉ mình tôi thừa trong đêm trăng đến nơi này thao vật mấy đường thô dụng đầy sông kim hải, còn xin tình cho ngài vật kiếm. Rốt cuộc thằng tù vẫn hoàn cốt một thằng tù thì có ích lợi gì? Nhưng còn hơn ngài là một thứ công tử bột, chỉ ngồi không thừa hưởng tước lộc của ông cha, mang cái tước tập ấm đi lòe thiên hạ. Thằng hung nô khốn kiếp, mày chết là đáng số. Ờ, à, trời. Ê, thằng nô mày đánh tao. Trời ơi, chạy máu mũi tôi rồi. Tao về tao mép vua cho mày coi. Chúa thượng gia lâm, chúa thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tâu bệ hạ, hạ thần đáng tội chết vì không hay long thệ gia lâm. Dương gia nghị, mau thừa tướng về tâu với trẫm rằng khanh không bằng lòng cho trẫm mở cuộc tuyển chọn cung nga mỹ nữ tiên cung. Trẫm chưa hết bất bình, Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc mang thương tích chạy về tâu rằng bị tên tù tội hung nô hành hung nhục mạ, có phải người xúi dục nó làm loạn không? Muộn tâu, hạ thần chưa biết chuyện gì, xin để hạ thần đầu đuôi tra gạt. Chuyện xảy ra nơi nội phủ mà ngài bảo rằng không biết, có đang tội khi quân chăng? Quả thật tôi chưa biết chuyện gì, mau thừa tướng đừng gán tội cho tôi như thế. Tâu bệ hạ. Kìa, nàng là ai? Tâu tiện nữ tên Dương Tường Hảo, Nguyệt Chiêu Quân. Dương Chiêu Quân, danh tánh đẹp, nhan sắc càng đẹp vạn lần. Dương gia nghị, trẫm sẽ hủy bỏ lệnh tiên cung để lê dân khỏi náo động. Trẫm họ sẽ ca ngợi ân đức thanh quân tâu. Nhưng trẫm sẽ tuyển chọn một người, và người ấy là Dương Chiêu Quân. Trời, xin thanh hoàng dung tha cho tiện nữ. Nàng không chịu tiên cung, dòng họ Dương sẽ bị tru di tam tộc. Chúa thượng, chúa thượng. Trẫm quyết định Chiêu Quân phải tiên cung. Còn Dương Trung bị cách chức, tịch biên gia sản về đài lên phương Bắc miền Liêu Đông. Mau thừa tướng thi hành lệnh cấm cẩn vệ hồi cung. Bệ hạ, bệ hạ. Chiêu Quân, Chiêu Quân, cuộc tôi chàng ơi, trong phút chốc bỗng nổi giận dâu bề, bao nhiêu quốc hận thương sầu dây chặt lấy Chiêu Quân. Từ nơi khóm liễu Tây Hiên anh nghe rõ sự tình, trở lại đây trong giây phút để nói ngàn lời vĩnh biệt. Mai này chàng dứt áo ra đi ngoài trời sương tuyết, tiếp theo xe loan vào chốn thâm cung, đêm đêm nhìn ngọn tàn đăng yêu ác gửi hồn mơ theo vô bài trăng. Thần khách Chiêu Quân sẽ giữ dân mãi bên chàng, dù một buổi tà quy bản làng, chẳng dừng chân nơi mái trường đường cuối nẻo cô thôn. Lặng ngắm bóng hoàng hôn nhuộm buồn u tịch, vừa gieo trên cành dương liễu rủ sầu thương. Chàng sẽ không quên khóm liễu mái Tây Hiên, và nhớ một Chiêu Quân héo mòn trong cung quê. Chiêu Quân ơi, 8 năm qua anh đến Trường An
thân phụ em hết lòng giáo hóa dưỡng nuôi như đứa con yêu. Rồi ân kia chưa trả được ân thì anh lại làm cho dâu bể điêu tàn. Cha già bị đày rừng sâu núi thẳm, còn thân em thì ngọc nát châu trần. Ngày mai đây trên đường cát bụi tấm thân lạc lòng, nàng chưa biết sẽ về đâu. Ăn nơi quán gió ngủ trọ dưới cầu sương, những đau khổ tăng thương anh không hề nào nung. Chỉ thương cho đại nhân tóc bạc da mồi, phải chịu đài đọa ở cuối trời xa. Để kỷ niệm cuộc tình duyên ngắn ngủi, anh trao lại chiêu quân hai kỷ vật của sông thân. Đây con dao vàng của nỗi tổ anh đã từng xây vương nghiệp, và đây là áo hồ cừu tỷ phong vũ quả, một bảo vật trên đời có một không hai. Tình quân ơi tả lại tình chàng, đây mai tóc xanh chàng vẫn ngợi khen, em cách đi đi gửi lại tình nhân cùng với chiếc hoa vàng là linh hồn của bạc phước chiêu. Mai tóc chiêu vẫn nhắc anh nhớ mãi một ngày xuân rạng rỡ, tựa bên nhau ta lắng nhìn đôi cánh hoàng quanh đang liễu lo trên cành dương liễu biết. Nay hoàng quanh vẫn còn vui trong liễu rủ, sao tình ta thảm sầu hơn ngưu lang chức nữ. Không có ngày mưa ngâu tháng bảy, không nhịp cầu ô để gặp nhau trên dải ngân. Để nghĩ kể cùng nhau niềm ai quán đoạn trường, từ nay trên đường thiên lý anh không còn là kẻ lữ hành cô độc bơ vơ. Mai tóc xanh là hình ảnh chiêu quân, chung thủy là nguồn khích lệ vô biên, thúc giục anh sớm trở nghĩ về đời sống hiền. Ngang trên lưng ngựa cho phí chí nam nhi hồ thi tan bồng. Chú giả tùy lang đau phục chân, tình thương ơi nơi chúng thăm cung em gửi hồn theo chàng ngoài mười phương lòng vô. Em là trăng soi đường trong đêm tối, là hoa tươi giữa miền sa mạc mênh mông, là ngọn lửa giữa trời đông, là ngọn thu phong thổi tan ngày đắng ôi đồng. Ôi long sao phụng tán, ôi cung điện vàng xuân, chính là thanh quân quang nghiệt đoạn lìa hai mối thâm tình cha con. Con đời vĩnh cách tớ duyên hài ly biệt nín nàng quân. Thất bạc cô tô, hãy xem thánh chỉ đại ngươi xuống phương nam. Quân, coi nó lại chẳng đi. Chiêu quân dính biết nè. Thất bạc công tố chàng. Đẹp làm sao vũ khúc dưới trăng tròn, trên cao giỏi hàng nương như dấu mặt gì thẻn thù, so nhan sắc ai khâm. Dương chiêu quân tuyệt đại gia nhân, kìa sao biển mắt xanh như gẫn dài sông lễ, giải ma đào như ủ dột nát hồng xuân. Muôn đâu từ lúc tiến cung được hầu hạ thân rồng, dẫn đón hồng ấn thiên tử, đó là diễm phúc một đời xuân nữ. Nhưng ơn chính từng chỉ nhỏ đến một chiêu quân, còn gia phu dân thân trên đường diệu diện diệt trùng quan, không dám hẹn một ngày gần.
quả nhân sẽ kiếp dời quốc trưởng về triều tổ chức để làm vừa lòng đẹp giả ai khanh. Nhân thể quả nhân sẽ ra lệnh cho Mao thừa tướng mở công khố gửi trả tất cả gia sản về cho quốc trưởng. Muôn tâu, dầu thừa tướng có mở công khố hoàng cung cũng không hoàn đủ sử sản đã tịch tiên của gia phụ, vì ông ta đem về làm của riêng tất cả những gì vừa ý ông ta. Mà trong đó còn một vật quý nhất của thiếp thần là bức hoa chân dung. Mà ngài được lệnh tiến cung, thiếp thần tổn nghĩ đây là vật quý của chiều cung dành dân nạp long nhan. Nhưng khi thánh hoàng ngự diễn với đánh kia tu điểm cung này long nhan và thần thiếp vui vầy. Quả nhân muốn tìm xem coi bức quả chân dung có đẹp hơn người đẹp của quả nhân. Là chiếu cung sắc nước hương thời, nhưng Mao thừa tướng chiếm đó rồi. Ái khanh cứ vững lòng yên dạ, thừa tướng sẽ hoàn chân dung. Quản điện quân, giờ thừa tướng Mao Duyên Thọ đến Tây Cung bể kiến Long Nhan. Quản. Ái khanh, ngự yên đêm nay phải đượm vẻ liên quan cả chiếu quân sủng ái. Hữu thừa tướng Mao Duyên Thọ được lệnh vua dời, thần dội bể kiến Long Nhan. Lời kính chúc hoàng ân câu cúc cung thiên tử hữu thừa tướng. Dạ, có phải với danh nghĩa một quan thừa tướng khanh chấp chưởng việc triều trung, với điều quyết tâm phục vụ, trong thì nghiêm chính công minh, ngoài thì ấm áo nọ công. Nhưng nay quả nhân hiểu ra khanh phụ lòng kinh tên chính bệ, chấp chưởng quyền hành trên kinh chỉ mưu cầu lợi ích riêng. Khi được lệnh tịch biên gia tài của quan gián nghị dương trung, sao khanh không đem tất cả nạp vào công khố hoàng cung, mà lại giữ làm của riêng những gì ông xem đẹp và nhiều gia bảo vệ tinh thần và một bức quả chân dung. Dạ, thiếp thần tính lĩnh cửu trùng thâu hồn áo rộng mão cao của Mao Duyên Thọ cho trở lại học làm dân. Quả nhân nhậm tâu, nhậm tâu. Dạng tạ hồng ân tha tội chết cho hạ thần. Quản điện quân, lột áo mão Mao Duyên Thọ đuổi ra khỏi hoàng cung. Không mà ai dám truyền chuyển lệnh quả nhân lên Liêu Đông tức tốc với phần lễ nghi phục chức cho quan giám nghị Dương Trung cho kịp buổi đại chầu sắp tới. Không mà dạng tạ hồng ân. Vậy ai khanh cứ ở đây chờ quả nhân về vui cho hết đêm nay. Tâu dân Trung Nghĩa Hầu, ngài đến từ lúc nào? Tâu lĩnh bà, từ khi thiên tử bước chân. Ngài không sợ dướng tội biếu đầu, sợ dâm ngang nhiên vào ngữ quyền, tại sao? Vì tôi yêu lĩnh bà. Hả? Đừng, chiêu quân nạt đừng hốt hoảng. Tôi chỉ sợ giùm cho ngài, vì nếu thanh thượng nghe được chuyện này, việc sai đến sẽ thế nào hắn ngài dứa biết. Dạ tôi còn biết, nàng đã yêu hắc bạc tốt tố trước khi đem cái ngàn vàng tặng cho hân. Đừng vô lệ, đó là tâm sự của riêng tôi. Phải, chỉ vì cái tâm sự đó cho nên tôi đã quyết tâm thật đều. Đem nàng ra khỏi hoàng cung, khuyên ngài nên cạn tiệc kéo rồi hối tiếc mai sau. Tôi thả chim hồng bay cao, hành động tôi là trang mã thường, xót xa dùm cho thân phận hồng nhan, phở qua miếng vùi chốn đời sung mộng. Ôi hoàng cung chiếc lòng nhung gấm giết chết biết bao nhiêu kiếp sống thờ đầu. Nhưng chim xanh đã cách phần nghi gốc, trời quá mộng ban đầu và chọn nơi đây làm mồ, chứ không bao giờ cất cánh bay cao. Chiêu
quân ơi, tôi còn đem tâm sự để cùng nàng kể lể. Là tôi chỉ thương cho má hồng kia không bao giờ ráo lệ trong những đêm nguyệt xế tây. Bất lùng canh thâu mà sầu trắng rơi sầu. Một mình một bóng, một trăng kia nhìn một hoàng cũng ngủ vùi trong sương lạnh. Một canh hoa buồn theo trận gió bay. Sầu riêng nàng không biết cùng ai bày tỏ. Khi kề cận lâm gian mà thương nhớ mãi một người. Chuyện đó là của riêng tôi. Tại sao ngài cứ mãi tìm hiểu? Do bản thân tò mò của ngài chăng? Vui, tôi cười. Buồn, tôi có quyền khóc chứ. Nhưng nàng có vui thật hay không? Dầu cho tôi có cười hướng hay không thầm, cũng là điều thường tình trung thiên hà. Nàng nên dành lời cái chua đó nói với những phường công tiết ngọc thương hương. Còn tôi đừng đốt vào đây là cõi thường tội trú di tâm tộc. Chẳng qua là cảm thương cho nhan sắc bị lưu đày. Cảm ơn ngài. Dẫu tôi là gã sư tình dũng dài, nhưng cũng can đảm vào đây để gặp gỡ linh bà chớ nào tôi hẹn hò nơi miếu nguyệt dương sơn. Đồ phốt, nguyện của ta làm gì? Nếu tình yêu đã làm cho ta ngu dại thì mỗi vị một bà phi cũng phải làm của nàng tắm tối u mê. Tại sao nàng quan hận người chi quyên rẻ thúy mà không từ bỏ cúng di? Chắc sức mạnh sẽ làm cho nàng thay đổi. Thị thúc đừng khổ láo. Lão lại, ngài đã từng ra vào cung cấm, ha không biết kẻ hèn này. Lĩnh bà muốn á nhà ngươi hãy cút đi. Cả đồng bếp thung ngân hãy dừng lại, tên nghịch thần đã thân. Vậy ra là muốn lập công cho hên đế. Không, bất kiệt trung thủ này hành động gì bổn phận, đáp ơn quan văn nghĩa dương trung. Đừng thòng em lớp sân dũng về, mong để che giả tâm ti tiện. Lão xen vào việc của ta làm, chỉ là mong dành chữ chiêu quân lại cho gã hung nô hắc bạc tốt tốt. Vậy chứ ngài quan bắt dương phi, ha chẳng là hành động như loạn thần tạc tử. Chiêu quân, đừng buộc ta phải dùng võ lực. Đó là phương tiện sau cùng của những kẻ phi lý. Nhưng tôi đoán chắc rằng ngài sẽ không dám bước tới trước dương phi để thực hiện điều ước mong. Ngài cũng không dám đánh tôi bởi sợ có điều lỗi thôi. Ngài đánh tôi thì tôi sẽ tri hô cùng nữ sẵn sàng chạy báo tin vua. Dương phi sẽ làm chứng quả ngài phạm tội nghịch thần. Giờ thì ngài chưa nào đúng, nhưng khi ra trên pháp trường liệu ngài còn cứng cố được không? Mà dù còn thì đau khổ cũng vơi gương. Tôi mong chung nghĩa hầu xếp càng, tôi hứa rằng sẽ quên lãng chuyện đêm nay. Hãy đi kéo muộn màng được. Tôi gặp nàng một lúc khác hơn. Chào nàng. Thưa lĩnh bà. Lúc vắng người lão phủ cứ gọi tôi là tiểu thơ như trước. Đa tạ tiểu thơ. Chẳng hay từ trước đến nay tiểu thơ có được tin tức gì của lĩnh đường hay không? Gia phụ tôi sắp hồi triều phục chức, đến phiên tôi hỏi lão phủ có được tin tức gì về thế tử hay chăng? Hắc bạc cung bô tài. Lão gia sắp qua tai nạn khổ hình, còn hắc bạc cung bô kìa, sao tiểu thơ trở buồn đột ngột? Bởi vì tâm lòng tôi rối rắm tờ tơ dò. Bởi đêm nay chắc những lúc hẹn hò, bởi ngang tay đã chia đôi bờ duyên mông. Chiêu quân đã đành bé bàn thân
phân buồn nhiều hơn khi cam cảnh bán tình xưa. Tiểu thơ muốn nói rằng bạc vàng nhung gấm cung vua cũng đáng sợ như một trời gió mưa. Tôi từng nghe rằng chuyện hồi hương đối với chàng là điều mừng duy nhất, mà chàng cũng vẫn nát lòng khi đón rước nỗi cô đơn. Trên đi đường hồi hương tiếng lễ ơi, ngựa hồ ngày đêm không đi. Vô lốc bụi mờ như xây quán mộ trên kỷ niệm tình yêu. Những chàng nào quên đến chẳng gọi tên một kẻ đã yêu mình, đã chung xây giấc mơ lành duyên kiếp. Nay mong chẳng thành nên phải đành vĩnh biệt từ đây. Tuy cách mặt lìa tay những thứ hỏi ai khi đã chốt yêu rồi, ngàn dặm quang sang cách phân đợi một người. Lão tổ ơi, khi tốt đời vĩnh biệt, tôi hứa với chàng tình chết không thể quên nhau. Chớ giấc kiếm bao nhưng làm sao quên được, lòng thẹn lòng ta nhưng vẫn mong tao cùng. Tôi đã nói lời ấy với tôi trước lúc đi trần. Hắc bát phong thủ chết rồi, đã bỏ mình. Những cực hình của kiếp tù nhân, trời ơi chàng đã chết rồi còn đau khổ nào hơn. Hắc bạch cúc tu đã lỡ làng, giấc mộng hồi và tôi tình xuân không dù chung dưới đáy mộ quan trọng. Trời cao gieo số phận khắc nghiệt, hất bạc một cô phúc sau cùng niệm ta chẳng được nhìn nhau. Chiêu quân thầy tử, phải tôi đây. Chàng còn sống, chúng ta đang ở giữa cuộc đời hay trong mộng? Chiêu quân ơi, nàng và tôi đang ở giữa cuộc đời và trong sự thật. Tôi còn sống đây qua hình hài thế chất, mà lẽ sống trái tim son đã chết từ lâu rồi. Tôi trở lại hoàng cung là cô mong giả biệt khi một người. Trước khi hai phương trời dính cách trọn đời, cách mặt lìa tay. Dẫu biết rằng khi tôi sống kiếp lưu đài và nàng đặt ruốc đến hoàng cung, thì người trai đất rỡ và cô gái trung nguyên vẫn hiểu trọn đời sấm thương cách tờ. Thầy tử không còn niềm vui nào hơn nữa khi trong cảnh nát lòng còn gặp gỡ được người. Điện hạ, thời giờ không còn nhiều. Sao
chàng sắp ra đi có phải? Phải, điện hạ sắp ra đi tận miền quan tái, và không có mạnh lực nào mong giữ lại cánh chim bằng. Còn gốc trời ta dùng dễ chi ngang tàn, đêm nay cung vàng còn áo ngủ, và ngày mai thì ngàn dặm cách xa nhau. Điện hạ trở về đây giữa đêm thâu, là chỉ mong nói trước lĩnh bà câu nói đó, để rồi nếu quan sang dặm ngàn sương gió, sẽ rộn ràng nhạc ngựa hồi hương. Điện hạ ơi, xin đừng chậm trễ nhiều hơn, mà đổ vỡ một công trình bao năm trường xây đất. Tiểu thơ, số phận đã sắp đặt, thì nói gì hơn là cúi mặt ta từ nhau? Phải, tôi không nói một câu nào, ngài tiếng nức nghẹn ngào. Tình đành thôi không gian, hẹn đành hẹn chẳng còn. Từ đây cung cạc lầu son, có nàng xuống nữ rồi chốn mong đời. Chiêu quân, Chiêu quân ơi, tôi còn bổn phận làm trai, còn một quãng đường dài trước mặt. Gặp đêm nay tôi chỉ nói lời vĩnh biệt, xin chúc Chiêu quân vui đời thắm đẹp giữa cung vàng. Người nói ấp đi nói đi rồi nghe lòng tôi lên tiếng chuốc. Tôi nói đi là nói cho tôi và cho ai kia nữa, bởi người xưa đã dối Chiêu quân và dối cả tim mình. Dừng biết chuyện tình thà rằng đừng gặp nhau nữa, cho kỷ niệm buổi yêu đầu dịu dịu ngủ trong tim. Thà đừng gặp nhau để trong giấc mộng tàn đêm mình còn được gọi tên nhau và nói câu thề hẹn cũ, hơn là tôi với người còn gặp gỡ mà đổi xử với nhau như xa lạ cho. Chiêu quân, duyên số đã định phần, tôi dối lòng mình là chỉ mong Chiêu quân yên tâm vui đời sống mới, và quên ngoài xa dịu dời bóng người xưa. Nếu không gì hiểu với gia nghiêm, thì trước lĩnh tiên cung, Chiêu quân đã gian tình chung mật tự sớm. Tôi hiểu rõ nỗi lòng Chiêu quân hơn ai hết hiểu, để rồi thêm tan tác nỗi niềm riêng. Trời sắp rạng bình minh, đã đến lúc lên yên trở về cố thổ. Đường đời đành thôi chia đôi ngã, để hẹn kiếp lại sinh nỗi mộng dở dàng này. Cũng cấm kể từ đây cô đôi mắt lạnh dòng đất hung nô nghìn trùng diêu dời, một bóng lẻ u hoài tưởng nhớ hoàng cung. Chỉ hoàng công, ta đã đóng kín cửa biệt cung tứ phía, ở đây chỉ có hai người đàn ông là Hưởng Đế với Hắc Bạc Tốt Tố gian nhân. Hai ta sống được quả nhân, trẫm sẽ chia cho một nửa gian sang hang thất. Muốn được toàn mãn sống, hãy phê chiêu cho một người vượt qua ải nhãn hội đến nay. Đây, chiêu đây. Ai Khanh ơi, tẩm còn sống. Muôn câu, có lệnh cấp báo từ Liêu Đông, quan giáng nghị Vương Trung đà tử ải. Trời!
do chiếu phê của hữu thừa tướng Mạo Quyền vua. Mạo Duyên Thọ đã giả chiếu phê của trẫm. Ơ kìa, sao ai khanh quan quỷ mạng? Xin người giúp hiểu rõ chiếu quân. Tôi tiến cung chỉ mong đáp đền đạo hiếu. Nay gia phổ chết rồi là đến lúc tôi phải trả nợ tình chung. Thì ra gã con trai hung nô xâm nhập nội cung chính là để cùng nàng dám loạn. Biên Dương chiêu quân vào lãnh cung, quản điện quân mau kích hổ đăng văn, hổ chư tướng đã định ngài bắt phạt. Tiểu qua Vĩnh Xuyên vạn tuế. Vạn tuế. Dạ mừng quận chúa mã đáo thành công. Anh ta đâu? Nguyên soái vừa sang bên lều của Bất Kể tướng quân. Ta muốn gặp người. Tuân lệnh. A à, kìa, nguyên soái đã về. Vĩnh Xuyên, em đã thành công chứ? Thưa dân. À, vừa rồi anh đi đâu mà bỏ hành tại trong trưng, không nguyên nhung, không phó tướng, chỉ còn trơ một tên hầu cận đứng chơi dơ cơ hồ muốn ngủ gục. Thế là anh không thích đánh hắn. Anh dám đâu thờ ơ với phận sự. Ba hôm nữa trận chiến sẽ tái phát quyết liệt vô cùng. Chúng ta phải cho hán tướng biết rằng chúng ta sẽ vẽ biên cương bằng máu. Chỉ giữ vẹn biên cương thôi sao? Chúng ta còn cho hán tướng biết rồi đây vô ngộ kêu hùng mấy vạn tinh binh sẽ dài của đất ngắn phá đổ lâu đài biên cương an thành biển lửa ngọn cờ của Nguyễn Dung cắm đầu lâu an đế quy danh anh sẽ lấy lần biên giới mình tới bờ sông Dương Tử. Trong cuộc sống đơn sơ em chờ mơ chuyện phi thường, nhưng ý nguyện sẽ đạt thành với tất lòng của ba. Chúng ta dự vào cuộc càng hòa là tốt giữ vẹn cõi bờ chứ không bao giờ xâm lấn hơn ba. Khi di động càng hòa hán đế há chẳng mang một túi tham không đáy. Làm sao tránh khỏi lòng tham vô độ lượng của con người? Phải dài đạp sự khinh nghĩa của chúng chứ muôn ngàn những nữa. Phải đốt lòng căm hờn của ta tới nửa đỏ trường an. Em có lý, nhưng còn quan gia Nghị Dương Trung, ông đã thật lòng yêu thương chúng ta, em đã quên rồi sao? Còn một người nữa sao anh không nhắc? Kìa, sao anh lại lặng im? Có phải vì người đó mà anh không muốn đánh phá trường an? Có phải anh sợ rằng trong cảnh thành quách điêu tàn, anh sẽ thất thiểu đi tìm thi hài của mỹ nhân Hán tộc? Ở đây mà anh chỉ nhớ tới một chiêu quân tài sắc. Còn Dĩ Xuyên, khi bắn hết tên rồi dây cung đứt, ngựa đạp tử thi tuyết bay rác mặt, nhìn bốn bên hiu hắt lửa xa trường. Cung vạn hiểm nguy mà tâm nó mạng coi thường, buổi sáng thức kinh thì trống dục cò bay, giáo quân lốp lốp ào ạt quân reo. Dũng tướng đầy thương mau luôn giáp trụ, hoặc nghe tiếng chiên cua thì sương lạnh đã qua mờ. Dũng tướng què cuống mà tóc mai mấy loạn bơ phờ. Vĩnh Xuyên, Vĩnh Xuyên ơi, từ ngày xưa đến bây giờ bình đau đã tiêu hao biết bao là thời xuân mộng. Nhưng đối với những kẻ khát khao phục hận, khi sông pha giữa biển đang rừng tên là dựng lên lẻ sông. Khi sang bằng quốc sĩ thì đường vào ái nhãn là cỏ xanh không còn chấm rễ, là lửa đỏ ngập trời thiêu rụi cả trường. Vĩnh Xuyên ơi, tại sao em muốn thấy trường an lửa đỏ mà không thương những giấc ngủ nghìn thu trong da ngựa, những hài cốt vô danh một rửa dưới chân thành?
sọ cắm mà gươm đau tên nhọn ghi mình. Đâu là công hồng khanh tướng, đâu là trang sĩ giai nhân. Chỉ thấy lửa đom lấp lòe, mưa sầu gió thảm. Ôi nghìn sao sương trắng, dưới lớp cát bằng dạng dặm nào có biết đâu là quân Hán quân Hồ. Em được cùng anh sung những ngày tuổi nhục nước quê người đất khách, nay cũng vì anh mà chịu giàu tự ra sinh. Tại sao anh chỉ một lòng nhớ tới chiến quân mà không tưởng tới quy tình người em chung xứ sở? Ai cắt nghĩa được tình yêu đến không duyên cớ? Anh ơi, từ đây em chỉ còn trong ngày rủ buổi chiến chinh, trở lại cuộc đời quân. Ngồi dân tóc soi gương bên cửa sổ, lòng ngẩn ngơ run sợ xa vời. Sao cho xuân thời tàn rụng như hoa bay trước mặt, sợ dĩ vãng sẽ quay về rồi mình mà thương nhớ không đâu. Vĩnh biệt anh. Vĩnh Xuyên, Vĩnh Xuyên. Bẩm nguyên sai, có sứ nhà Hán đến xin ý kiến. Cho vào. Sứ giả Hán triều chúc nguyên soái Khương An trường thọ. Bẩm nguyên soái, nay chúa tôi giữ đúng lời ước, trong 10 ngày trao tặng mỹ nhân cho quý quốc để đời đời kết nghĩa thâm giao. Lão lão, ai ước? Ước cái gì? Ước với ai? Dạ dạ. Hả? Dạ, đó là chúa tôi đáp lại sự đòi hỏi của quốc vương ngài, vừa bãi binh vừa cung tặng một mỹ nhân. Và mỹ nhân đây không phải là con cái của thường dân, mà chính là tây cung của triều Hán. Tây cung của Hán đấy. Dạ, tên nàng là Dương Tường, tự Chiêu Quân. Chiêu Quân. Dạ, 2 năm nay nàng đã bị biếm lãnh cung. Cho mời vào. Ôi, có lẽ vì ta mà nàng chịu cảnh qua trôi bèo dạt, giờ bỗng lại gặp nhau. Chiêu Quân ơi, làm sao ta nói hết nỗi vui mừng giờ ta ngủ ngô. À, có phải tiên hài của Chiêu Quân đó chăng? Người là ai? Cớ sao đứng quay lưng? Là kẻ đã bị lạc thinh vì la hét ở xa trường, vì sự mỏi mòn đến lưng ngựa, tai vẫn còn phân biệt nhiều thứ âm thanh. Bẩm nguyên soái, quận chúa ra đi không dặn dò gì tướng sĩ cả. Vĩnh Xuyên đi rồi. Quân cấp 10 kỵ mã tìm nàng cắt. Quận dân, nàng kia, tại sao nàng đến đây mà chưa quỳ xuống làm lễ ra mắt nguyên soái ta hả? Cho mi lui. Quỳ xuống à? Ta được được một vị vương phi của triều đình nhà Hán, há đi hả mình trước loài sợ phương Bắc hay sao? Hãy nói nữa đi, những điều đang kinh bấy lâu nay dấu biệt trong lòng nàng. Vợ hung nô vốn là phường thiếu chiến, coi can qua là một chuyện mua vui. 2 năm qua với ải nhãn môn quan là chỉ đòi chúa được một giai nhân, làm của ta phải lìa bỏ quê hương, đem tấm thân vàng ngọc đi cống hồ. Đất nước này ta có bước cũng nhờ chân. Phải rồi, nơi đây không có ngai vàng điện ngọc, không có mai phượng cột rồng. Nơi đây tôn tiếp vương phi một cách lạnh lùng, nhưng cũng không lạnh bằng lạnh cung với 4 bên vách đá. Nơi đây chỉ có một túp lều tơi tả, mưa lọt gió lòn lửa táp tên diêm. Bởi vì đây vậy mà đây lại là tên đài của một quốc vương, thật chẳng khác trăng tròi của 5 phố người Hán. Hỡi tên bảo chúa, nói cho ngươi chỉ uổng tiên ngọc vàng. Từ khi chịu qua ra cửa nhà Ngôn Quan là ta kể như trâu chìm sông lệ, thân gửi quê người nhưng linh hồn ta sẽ về Hán đi. Không,
Dương Phi sẽ về cả linh hồn cùng thể xác. Tôi sẽ tặng một chiếc trăm vàng và mớ tóc xanh. Dương Phi ơi, người ta nói rằng nếu chàng không ôm được dáng hoa dốc ngọc của tình nương thì trăm năm chàng giữ trọn tâm linh hồn. Hắc bạc cục tôn, đó là lời của Dương Phi nghe trong đêm đau khổ dập dồn. Từ khi bị đài xuống giang nam rồi giả giang cải trang lẻn vào ngữ quyển. Suốt hai năm dài ở tại quê hương, tôi tưởng đâu lời kia là lời thật của tình nương. Nên hằng ve vuốt mái tóc xanh mà thương xót một chiều quân đang héo mòn trong cung. Cục tôn, thật tôi không ngờ cuộc đời bé dâu đến nỗi này. Cuộc đời dâu bể là lẽ thường tình, nhưng giữ sao cho tâm hồn đừng đổi thay mới là điều đáng quý. Xin nàng đừng e ngại, vàng sẽ không chìm sông lệ và ngọc kia không mà quen ô bởi tay phàm. Chỉ một đêm với căn lều và lửa tắt khi mưa lòn, tôi sẽ cho người đưa nàng đến nhãn môn quan, vì tôi không muốn giữ thước vượt hải đường trong khu vườn đầy hoa hẹn có dài. Dương Phi ơi, đất này chỉ có dải bồ và gia thu, thì làm sao giữ được người đã quen mùi nhung lụa ở Trường An. Thật bạc cúc tôn, thiếp xin lỗi vì đã xúc phạm đến danh dự quê hương và bố tộc của chàng. Bận tâm đến chuyện lỗi phải làm gì, không phải hôm nay mà mai sau nữa, có thể hang tộc vẫn cho chúng tôi là phường hiếu chiến. Không chừng lịch sử cũng ghi như vậy, trong khi chúng tôi không còn một mảnh đất dung thân, con cháu chúng tôi không đứa nào mang dòng máu thuần chất. Dương Phi hãy yên lòng nghĩ nghĩ, mai sau lên đường. Không, thiếp không còn biết phải ở đây hay trở về cô quốc. Đi thì bát béo như người xưa, ở thì ô danh gì thất tiếc. Còn những lời rẻ kinh của thiếp làm sao chúng ta cách biệt, còn là mấy ai nhãn môn và mấy gia trường văn. Xưa cũng vì tôi gặp tình bất quá nên phụ thân nàng đã lọt vào mắt gian thần máu viên thọ mà nàng phải bị tiên cung. Nay tôi sẽ vì nàng chịu tội khi quân để đưa nàng về cô quốc. Thạch sàn đó vẫn chăn đơn gối lẻ, Dương Phi ơi cứ yên dạ nghỉ ngơi. Giữa sa trường nắc mùi cỏ ẩm mau khô, chứ không phải mùi tanh hôi của bọn người mang rợ. Chàng không thấy sao, khi ra khỏi nhãn môn quan, thiếp đã mặc áo hồ cừu. Nghĩa là nào ai có dễ quên ai. Con dao và chiếc áo, mờ tóc dơi cành trăm, giữa hai ta có một thư tình nghĩa thâm trầm. Nhưng giữa hán tộc và dông hung nô cũng có một hô sâu trong tiềm thức. Là trải mấy đời binh lừa, giành giật nhau mấy dặm đất vô tri, cho tuyết loan máu đỏ đường lầy ấp gan. Ôi nở gian sang đền bù bằng phấn liêu, dẹp can qua là đổi mạng một chiêu quân. Thân triều công mong được gặp Hồ Dương, cho gái hơn sớm nhìn tròn bốn phần. Im im đi, quốc dương là bác ruột của tôi,
thả đồng tôi rúng gì mang tội khi quân, chứ không thể để trái tim tôi tan nát vì thấy người tôi yêu sang tay từ ông vua già này qua ông vua già khác. Phải chi ta ngồi trên chính bệ, nếu ta ngồi trên bệ ngọc thì ta sẽ... Không nguyên sai, có khâm sai đại thần Mao Dương Thọ đến với chiếu chỉ của nhà vua. Mao Dương Thọ? Nhà ngươi có nghe lặng chăng? Dạ, cánh tiếp còn đây. Mao Dương Thọ, tên trùng tên có lẽ, hãy cho vào và bảo không được nhìn lên, bất tuân chém trước tâu sau. Xin tuân lệnh. Nếu ta không lầm, nhà ngươi là người Hán. Dạ đúng vậy, Mạc Thần là người Hán trăm phần đủ, nhưng tâm hồn thì sao? Thì trái lại có chất hung nô đến ngàn phần dư. Chính hạ thần chỉ đích danh người đẹp, buộc Hán đế phải tấn công cho Tiên Dương. Lỡ Tiên Dương băng hà thì về tay bệ hạ. Đây bệ hạ xem cái tài hội quả của Thọ này. Thôi thôi khỏi, trước khi xem người đẹp trong tranh, ta muốn cho ngươi xem người đẹp bằng xương bằng thịt. Nhìn kia. Trời ơi, Chiêu Quân Mạo Viên Thọ, nhìn kỹ xem ta là ai. Trời ơi, ta là bệ hạ. Nơi đất Hán, ngươi cướp đoạt tình yêu của Chiêu Quân trong tay ta cho vua Hán. Về đất Hồ, ngươi lại cướp cả quyền tác giả bức họa này của ta trước mặt ta. Mạo Viên Thọ, ta tưởng nhà ngươi ẩn tích mai danh nơi sơn lâm cùng cốc, nào ngờ ngươi sẵn lòng làm tên phản quốc để báo mối thù riêng. Ngươi chỉ là người sống để hại người, chết đi. Quân, dạ, bêu đầu hắn lên ngọn đại kỳ. Dạ, Di Mạc Tân Dương, hắc ngang xoáy nối ngôi cửu ngẫu. Vạn tuế, vạn tuế Tân Dương. Dạ, thần thiếp Dương Tường phủ phục trước Long Nhan chúc câu tuế tăng vạn vạn tuế. Sao phải dùng đại lệ, dẫu người xưa đã ngồi trên chính bệ, vẫn giữ lời cho vẹn với cô nhân. Tôi xin làm một thanh gió lỡ đường, ghé giường cũ để thì thầm cùng quá buồn. Quân Dương ơi, khi vô thăm giường cô, sao chẳng biết rằng phận thiếp chỉ là một cánh. Tại sao, tại sao em lại chối từ? Hay là trong thâm tâm tâu chưa thường, thâm tâm thần thiếp nghĩ rằng thần thiếp chỉ là quốc lễ vật đi cầu hòa. Đúng lý ra phải về tay tiên đế, nhưng nay tiên đế đã xa băng, thì thần thiếp xin làm bạn với thâm cung sầu muôn. Đó là lễ giáo gia phong của người Hán. Ôi Trường An văn vẻ, mi chỉ làm khổ sở cho bao người. Tám quân hãy đốt nuốt rực trời, cho ta vui tiệc tăng phong. Không, Dương huynh ơi, tiên đi xa băng, triều đình chưa ráo lễ, thần dân còn mang tang lễ. Tại sao Dương huynh là người thừa kế lại mở tiệc liên quan đi mừng bèo nước tương phùng? Sẽ trốn mặt kinh thường,
theo tiên dương. Nhưng nếu dương huynh còn thương tưởng cô nhân thì hãy trả nàng về cho hắn đi. Rồi coi như lời ước xưa đã hủy, và phải sống theo câu nam nhi bản thị trong vận hành, nhớ nhục người an ni mà phát đi máu thành thành. Quận chúa, sao không thương cùng thân gái, sao không nhớ thở cùng chia vui ở tể gia? Tôi xa xứ lìa nhà, đất khách gặp phu nhân, thì nỡ nào không tình không nghĩa. Phải rồi, lời Vĩnh Xuyên hữu lý. Chiêu quân ơi, ta sẽ cho ba quân thắng ngựa và thân tiễn người xưa đến tận biên đây. Để nàng vẽn chữ trên mà ta cũng vẽn chữ ân tình. Quên thì không quên được, xa thì tất phải xa nhau. Phen này không mong gì cảnh sông bồi cát lỡ biển cả quá còn dâu. Chiêu quân ơi muôn dặm tiễn đưa, tuấn mã sẽ cúi đầu đi mãi miết. Bởi chi nặng mối sầu ly biệt, không phải như mùa thu mà cây lá cũng què già. Chiêu quân đã bằng lòng đưa nặng về rồi chứ. Nhưng mà chiêu quân, trước khi tục giả những người mang rỡ, nàng hãy trả lại dương huynh tôi những gì người đã tặng cho nàng. Dân tình quân ơi, đây là chiếc áo hồ cừu chàng đã tặng cho chiêu quân trong đêm nào ly biệt. Dù tán dân đã trở về cố chủ, nhưng tình ta không chết. Đây, còn đây là lưỡi dao quan nghiệt, để cho chiêu quân này được vẹn hiểu vẹn tình. Dân biết trời, chiêu quân, chiêu quân, cận tướng hãy gọi lương y. Tình là tình mạng sống dành, xin đừng bận điều làm chi. Dinh biệt chiêu quân, chiêu quân. Thank you.
nàng là tiết phụ hay nàng là ác chi phụ mà vội vã sang ngang không kịp để tan chồng. Nàng quên mấy năm dư lớn đường hương nồng, nàng mê bông sắc đành lòng thất tiết ham chi đều qua nguyệt ông. Bàn thờ chồng còn nghi ngút đèn hương, nàng dối học thoái qua tường liễu ngõ. Vậy mà nàng dám nói một mai tôi dân số, nàng sẽ chết theo chồng đó trọn đạo cùng phu. Kìa, nàng đã mượn sợi dây quan nghiệp tự quỷ mình cho hoài thẹn kiếp quần. Thôi thì sẵn đèn hương tôi xin thắp lên để hát khúc cổ bồn ca, dày chung rượu xót xa người bạc số. Nàng ơi tôi khóc nàng đây là tôi nhảy đến chút tình xưa nghĩa cũ. Dù sao thì nàng cũng đã từng sống với tôi bằng tình thương phu phụ mấy năm trời. Tôi vỗ bồn ca đây thăm ma thiết tình đời, vợ chồng gì đây dời mai đổi thủy chung gì chót lưỡi đầu môi. Tôi cười thoái đời mà nước mắt tuôn rơi, ôi chua chát mấy lời minh sơn thể hài. Ta vừa nằm xuống mắt nàng chưa ráo lệ, nhưng già đã quang đàn kẻ ngoài tình. Làm gì chỉ ba năm thủ tiết mà để tiếng đời gì nghĩ dèm pha. Muốn cứu chồng này phải bữa ốc chồng kia, nàng dám làm chuyện thế gian hạng ngữ. Hương ân ái chưa phai mùi chăn gối, nàng đã cam tâm mà đoạn giải tâm đồng. Cam ta phụ thế sự tỷ như qua khai ta, thế tử ngã tất mai ngã tử thế tất gia. Điền bị tha nhân canh mà bị tha nhân khóa, thế bị tha nhân luyên tử bị tha nhân mà. Thế nhân tiêu ngã bất bi thương, ngã tiêu thế nhân không đoạn đường. Nàng đã mượn sợi dây quan nghiệp nơi phòng quan để dính bi cuộc đời. Thôi thì sẵn đây tôi xin tiễn đưa nàng bằng mấy nén nhang thôn mấy tuần rượu lạc. Vợ khóc chồng bằng lọc đường, chồng khóc
dạng